Random trái quỷ thì cũng có lúc ngon, còn có lúc không ngon. Thôi chúng ta sẽ vào vấn đề chính. Sẽ là sao nếu Block Food Gacha biết nói chuyện? Let's Hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để đi random trái quỷ. Yes, chắc chắn là như vậy rồi. Với cái lệnh này ta sẽ random ra trái quỷ. Yes, chắc chắn là như vậy rồi. Khoan đã thằng nhóc. What the fuck, ai nói vậy? Chính là ta đây. Damn, ông cũng biết nói luôn hả? Chứ cái tiêu đề video là gì? À yes, chắc chắn là như vậy rồi. Mà sao ông gọi cháu vậy à? Ta chỉ muốn nói với cháu là mấy cái lệnh đó không giúp cháu gian đâm ra trái ác quỷ hiếm đâu. Vậy phải làm cách nào để cháu random ra trái ác quỷ hiếm ạ? Tùy thuộc vào nhân phẩm thôi cháu à. Nhân phẩm của cháu thấp lắm hay sao mà sao dạo này cháu toàn random ra trái kilo không vậy à? Nhân phẩm của cháu cũng không thấp lắm đâu. Ta thống kê được, cháu có 27 lần về si một bắt nạt người chơi, mới có 37 lần cắn lén người chơi khác, có 18 lần lên Google tìm kiếm cách hack bluffer loot, có 34 lần khinh thường người chơi khác, có 13 lần nói xấu admin, có 21 lần lừa. Đào có 15 lần chửi tao vì gian đâm ra trái kilo cho mày. Hành động của cháu xấu thật nhưng mà cũng đâu đến nỗi đâu ạ. Và cuối cùng là có 6.984 lần em bắt đầu cầm chiếc ảnh của Zip in the Zerchan. Ông có thể nói nhỏ một chút thôi được không ạ? Thôi không sao, cháu cứ gian đâm đi, ta sẽ độ trì cho cháu. Yes sir, chắc chắn là như vậy rồi. Cảm ơn ông. Để thêm phần kịch tính thì ta sẽ nặn trái ác quỷ cho cháu. Xem cháu có gì nào. Eo. Y. Ô. Sờ mốc. Quá tuyệt vời. Yes sir, chắc chắn là như vậy rồi. Mỗi hôm mình chỉ ra trái kilo thôi, nhưng mà hôm nay mình ra tới tận trái sơ múc nha anh em. Anh em nhớ like và subscribe nha. Yes sir, chắc chắn là như vậy rồi.